Hey, xin chào các bạn. Ngày nay chúng tôi đang bung hàng những video speaker tối mùi để miền riêng tối trở lần vận tải xử lý bộ bạc. Khăn riêng ai vô tới tám luôn bán đôi chia nơi cái lạnh cá nghĩa rồi có cái lạnh party rồi tôi chụp chung mình phe. Hay riêng ai sắp ban là không một tông giang thì rút phong đẹp. Hay con speaker này phần đá miền chung mô thá Tron Smart Element T6. Con bà này bàn rạch nà lần đồ chìa riêng cầm bông tực rốt hay miền sạp chùm nuôi khẳng rõ mực rập phần đá. Chùm rạp con speaker tôi này cứ miền ốp lửa cố chùm nụt bấy hay nâng miền ốp lửa sạp chùm nuôi khẳng rõ chùm nụt mùi để miền cầm lăng power syrup chùm nụt mà phải phạm vặn. Cầm rạch xâm lý 760°C hay dương ai lên bàn là khăn ông cầm rạch vô liếm hộ sập phía rối dương ai lên bàn chung nguồn đập ra mồm 8 ca chạy sẽ đến đến nơi chung bụi khăn nhóm bờ khăn ông cầm rạch xâm lý 20 phía rối khăn nhóm ai lên bàn bên mình thường ngày vô liếm lần đó cao sấp khăn nhóm ai lên bàn thì phạm tới vùng mùi mồm khăn ông thường ngày. ខ្ញុំគិតថារូបរាងតូចច្រឡឹងប៉ុណ្ណេះសម្លេងបបាក់ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអាចទទួលយកបានហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ.